Xin chào cô chú và bạn, hôm nay con ăn mực mực và nấm kim châm trộn lại với nhau. Mời cô chú và bạn với con nha. Mực dùng nấm kim châm. Mực dùng nấm kim châm. Mời cô chú và bạn ăn với con nha. Cô chú xem mực châm này con tình nghĩa ngầm với em không ăn. À cô chú. Wow. Hôm nay Quy, hôm nay cậu Quy mới ăn cơm nên cậu Quy không quay. Chứ cậu Quy không ăn cơm là quay đó. Nãy cậu Quy không ăn cơm rồi. Ăn tô mì cay tới giờ ngon. Ủa, chưa ăn cơm hả? Mới là ăn đó tôi chi chết à. Yeah. Đừng có đưa Quy. Ừ. Con này y chang con mực luôn vậy đó. Tại vì nó nhồi mấy này vô hành con mực. Giống mực hả? Ừ. Y chang mấy cái tơi của nó. Hiếu. Ăn mực thôi chừng mực phun mực vô mặt á. Thử đưa Quy. Quy không ăn, Quy lên đây ngồi nói chuyện cho vui. Cay không? Cay hả? Không có. Dễ, em mới chế nè. Cắt cái lưỡi con vịt. Để lộn chị cắt cái lưỡi con mực nè. Cái lưỡi thích con mực ra. Lấy cái lưỡi thích con mực ra. Rồi nhét nắm kim chặt vô lưỡi con mực xong. Hả? Hành con mực. Mực nấm chim châm. Đó là mực nấm chim châm rồi đó. Này cố lên đi. Nghe không? Ngon lắm á. Mực này sản xuất từ Akino. Nếu cô chủ thì thiếu ăn mẹ lên nha. Cố lên. Sắp hết cơ mà. Ăn chén nữa thì mới được. Ngày mai ăn chân gà xào xào cây ha. Hả? Mai ăn chân gà xào cây ăn không? À, ok. Là lấy cái cây mới chưa thích hả? Chân gà xào cây. Không mực gì có chút xíu. Xào cây á. À, tưởng xào cây nữa. Xào cây. Ha, ăn này mới là đẳng cấp. Em ăn mì cay chấm tương ớt. Ăn cơm kiểu này mới là đẳng cấp. Lấy tô cơm bọc lên mặt xong cái cơm tự rớt vô miệng à. Vậy đó ăn nó mới lẹ, khỏi muốn đi cho mệt. Không, món này nè, cái cơm mua cái lông biển cuộn lại. Vậy hả? Cái ăn vậy hơn ngon. Ăn như bằng cuộn. Cuộn ăn kim châm hả? Không phải. Đó con mà giống vậy nè. Bữa nào làm sushi ăn ha. Dạ. Bữa nào làm sushi. Sushi. Ăn đi ăn đi. Sushi bỏ gì ta? Sushi bỏ gì? Cuộn cơm. Quy ơi. Hả? Con mốt làm sushi. Kim chi hả? Sushi. Tưởng một kim chi. Làm kim chi ăn. Cay quá. Ê, biết làm kim chi trái bí không? Biết không? Lấy trái bí nhồi vô cục kim chi rồi xong. Con mới nhổ răng xong. À. Hiếu. Ăn đi, cái răng sâu. Hiếu. Gì? Nãy á, cái cô kia nhổ răng nhìn cái mặt y xì muốn khóc luôn á. Ừ. Ông mặt ta. Ăn để đi con. Wow.
đồ ngon là ăn lẹ. Nhổ răng xong rồi có cái răng nhọn ngay đây luôn. Cái răng nhọn nó bị mọc. Đi con ăn đi. Dĩ mời, dĩ mời. Thầy bỏ cái chua á. Ha, chua chắc thì mới chua, mới dịch. Gắp dưới đây nè con. Xẻ con vịt ra. Lấy một đống tỏi bỏ vô xong. Ha. Dẹp dịch hết tỏi. Gì? 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 Cho cháu ăn đi. Cháu ăn con gà chưa? Hả? À. What? À cái cục à cái gì ta? Cái sâu đúng không? Ờ đúng rồi. Sâu là con cu. Sâu là con cu. Sâu. Ừ, còn sâu còn gọi là củ cải. Rắc muối. Cô chú nhớ xem clip mà tụi con ăn vị cay nha. Vị cay ở hàng ở nước Nhật. Vị cay nó chứ là hành động rắc muối, rắc muối, rắc muối. Rắc muối đúng mà. Em nghĩ nó rắc muối mà em tưởng là tàu của túi. Tàu túi. Rắc đủ nó muối nha, tàu túi. Ừ, tàu túi rắc 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 rắc. Hành thú quá. Chân gà xào thú cay. Bỏ cay vô, xào 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 lên, bỏ trứng gà luôn. Gì? Bữa nào kiếm cái cây nào làm kiếm chơi? Kiếm cây? Ờ. Kiếm sắt. Kiếm sắt, kiếm sắt không có kiếm sắt gì rồi. À. Kiếm chiến. Lẹ lên, lẹ lên. Ăn xong đi rồi nói chuyện tiếp. Kiếm gì vậy cô? Gì vậy? Kiếm gì đâu, kiếm ồn ào, kiếm gì ta? Cũng lạnh nó kêu cái gì. Hả? Hả? Em đâu có định đâu mà kêu. Tủ lạnh nó kêu. Tủ lạnh biết kêu. What? Tủ lạnh cái nó chạy nghe ồ. Nghe là ru 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 ru. Heo, heo, bắn tiên. Bắn tiên cho con chú đây heo. Bắn tiên cho con chú. Việt Nam ơi, à, Việt Nam ơi. À. Chúng ta yêu Việt Nam. Đóng heo. Ngon. Ăn xong sẽ hát một bài cho con chú nghe. Lắc bỏ miệng ăn luôn. Bỏ miệng ăn luôn. Mà cô chú ngoài bàn ăn con nha. Mà cô chú ngoài bàn ăn con nha. Sao nhỉ? Kêu kêu mày thấy kêu luôn. Hả? Quay cờ rước mà cao luôn kìa. Ai cho? Ôi xíu à. Nè, có người lần ăn. Người lần ăn vậy á. Ta heo thơm mập đè. Hôm nay là thứ bảy. Sốt của nó rất là đẹp. Có rồi. Má kêu quay quen đến no rồi. Nó ngoan. Má ăn cơm rồi hả? Kêu ăn kêu no rồi. Mẹ em con ngồi biến ra thêm con mẹ. Bim bim bim. Qua wow, mẹ nét kiểu gì mẹ nét học lớp thì tẩm vậy rồi. Ừ.
Thôi quá, răng không được rồi. Chơi cột tinh. Cột tinh đã hết rồi. Ngủ nào. Thôi, con ăn kiểu miền Bắc. Thế bằng nãy thì thế rồi quá. Không. Miền Bắc thì ta ăn. Một rùi đâu? Thiếu nhanh nhà một rùi đâu? Ừ. Ừ. Đặt của tên nó éo éo y à. Hiện tại con đang mặc bộ đồ đá banh. Phê. Khóc kia đi. Hả? Clip của con đến đây kết thúc. Bye bye cô chú và bạn. Cô chú và bạn nhớ là xem cái kênh của con nha. Cô chú xem cái kênh con để nhớ nhau nhớ video. Ha ha ha. Bye bye cô chú và bạn. Đây trời đây mẹ với ngoại con ăn. Bye bye cô chú và bạn. Cô chú nhớ xem video của con nhé. Đi được 100 like.